nay thì cô thêm vài cái từ vựng vui về các loài thú. Thì các loài thú mà lớn nó cũng có một từ dành cho con thú đực, một từ dành cho con thú cái. Ví dụ như đây, cô nói là Amberg là một con bò đực, Vinavas một con bò cái. Và chú ý chỗ này này các em, trong tiếng Pháp chữ O và chữ Ơ thì luôn luôn viết sát vào nhau, viết liền như vậy đó. Rồi nếu mà mình ăn thịt bò, ta dùng động từ mangé, cô sẽ hướng dẫn về cách chia động từ trong các bài sau. Ăn thịt thì nó dùng con bò, bò đực, mangé duy bớp. Mà nếu mà mấy em có nghe bệnh bò điên, la maladie de la vache folle, la maladie là chứng bệnh, bệnh bò điên thì lại lấy cái từ bò cái. Và tính từ folle là điên, cũng đang để vào giống cái. La maladie de la vache folle. Còn bên đây có một từ giống đực nữa, Encoq, con gà trống, une poule, con gà mái. Thì người Pháp hay thường tự hào đó, con gà trống xứ Gauloa đó, thì le coq Gauloa. Nhưng mà nếu mà mình sợ hại mà nổi da gà thì avoir la chair de poule. La chair là nói là về da thịt người ta đó, la chair. Và de poule thì lại là nổi da gà mái. Còn ăn thịt gà thì để cô sẽ nói sau. Còn ví dụ ta có chữ un éléphant, một con voi, un éléphant, con voi cái. Thì con voi thì rất là dễ thương. Avoir une mémoire d'éléphant, la mémoire là trí nhớ, có trí nhớ voi tức là có trí nhớ tốt, trí nhớ bền bỉ. Còn ví dụ như con chó, un chien, un chien, con chó đực, con chó cái. Nhưng mà ví dụ như là ở nhà có nuôi 3 con chó hay 4 con chó, nếu mà 4 con, 3 con đó, nếu nó có cả chó đực, chó cái, thì người ta chỉ dùng một cái từ chung thôi. Ví dụ như ông ấy có 3 con chó, in la trois chien, cho ta không có cần kê khai cái giới tính của con thú đó vào. Còn ngoài ra thì có cái từ về con ngựa đó, nó cũng hơi là khó khăn. Từ một con ngựa trợ đực, un cheval, thì con ngựa cái là un régiment. Nó khác hẳn ra, chứ nó không có một cái từ gì gọi là liên quan tới.